ngon quá. Hôm nay nhân tiện lên mua thịt quay, cảnh quay của bác. Anh tên gì nhỉ? Công vịt à? Công vịt. Vâng, anh bón công vịt ở chợ Chính Mu. Nếu bác nào cần thì có ngay, gọi ngay số 0964 932 954. Đấy. Anh quay luôn cả cái biển luôn. Vâng thì đây. Thì quét mỡ vào là thơm tho rồi. Sáng là có ai đạp thì mới quay, còn chiều là cứ chủ động quay. Vịt rất ngon, vịt bản rất ngon. Ngay dưới đường. Ở kia thì mới vào thôi. Còn là... Anh bán ở mặt đường rồi. Ngon đấy à? Hả? Còn ngon đấy à? Không, cái ở trên Trường Sinh mà. Tôi thấy thơm rồi đấy. Thơm phức rồi. Thế là chiều, cứ chiều tối về là tầm anh là khoảng bao nhiêu con? 15 con. Cứ trung bình là 15 con. Nhìn đã thích rồi các bạn. Đây. Đầu vàng ươm rồi. Kênh của mình là kênh Hoàng Nhiên Tây Bắc ấy. Cũng quay có YouTube Hoàng Nhiên à? Hoàng Nhiên. Facebook là Hoàng Nhiên à? Hoàng Nhiên. Dạ, không phạm. À rồi. Máy nét hết. Máy nét. Thơm ngon quá. Thấy đã thèm rồi chứ. Đây, có anh chị nào mà có nhu cầu thì anh Công anh sẽ ship đến tận nhà. Đúng rồi. Ở khu Mừng Bằng, Mừng Bon này. Mừng Bằng, Mừng Bon. Ở Trường Mung. Và Trường Sinh, Nà Sản này. Nói chung cái khu gần đây thì anh sẽ ship cho đến tận nhà luôn. Khu công nghiệp Bãi Đá. Đấy. Nhưng anh chị nào mà không có... Nhà văn hóa bản Nhân Quỳnh. Mà không có thời gian chạy ra thì cứ alo theo số điện thoại. Mình sẽ ghi số điện thoại để các bạn có thể liên lạc với anh. Nhìn đã thèm rồi chứ. Cái kênh của mình cũng ít quay cái ẩm thực, cũng như là hôm nay thấy lên mua thì thấy anh đang công anh đang làm xin ấp gia vị. Mình mua đây mấy lần rồi. Đây các bác
Có nhu cầu thì cứ đến địa chỉ này nhá. Cho anh em câu vịt đây. Vịt quay. Đây số điện thoại đây. Đây nhé, cái khung đây các bác xem. Đây địa chỉ đây. Đủ các món vịt. Anh nằm ở trong sáng không Bằng à? Đằng trước là làm trường bản bên đấy nhưng mà bây giờ nghỉ rồi. Biết đóng Hạnh thế nhỉ? Có, biết hết. Hạnh như... Hạnh như Việt, cấu các thứ. Trước là... Không kéo. Đám một Tùng rồi, đám hai Hạnh. Lần đấy thì ra thường xuyên rồi. Ra thường xuyên. Hái, thằng Hái, thằng Dũng. Hái là gần nhà. Hái gần nhà. Thằng Hái, thằng Dũng thì nhiều lắm. Vợ chồng Hà Theo. Đúng rồi. Ra đây thường xuyên mà. Rồi. Thì Thuận là Phú An à? Con là Trần Phú An à? Thơm phức. Tại chín giờ này mà đi cho bác lấy con ngon này nữa. Nhanh à? Không nhanh đâu. Cũng là quay kỹ thuật nữa. Nó phải đủ độ để mới ấy coi. Nóng quá lại cũng không ngon. Vừa độ thôi. Ở Lạng Sơn nhỉ, thấy nhiều, quay toàn lợn to. Thi, hội thi. À, Lạng Sơn có phong trào nhưng mà mình đây ít. Mình đây chưa. Đâu đấy, chặt luôn nhé. Rồi, ngon quá. Rất ngon chưa? Rất ngon. Anh em có nhu cầu cứ đến với Tùng Vịt.